Cái bộ đồ chơi của Chi ra chơi với ông nội nè cô chú. Nó làm cho ông nội ly trà. Trắng trứng nha các bạn. Đó thì mình sẽ đánh cái này lên cho đều mọi người. Chi Chi nó đang trang điểm cho ba nó nè cô chú. Quá trời quá. Hello Chi Chi. Chi xin chào ông bà cô chú đi. Đây. Hôm nay được 5-6 độ rồi cô chú, cho nên là cũng đỡ lạnh. Nhìn sáng cái Chi mặc cái bộ đồ kìa. Ấm hay chưa? Hôm nay sáng thứ bảy chở cho Chi đi học nhảy cô chú. Cuối tháng 2 là sẽ có một cái buổi biểu diễn cho tất cả các ba mẹ xem ở cái ở nhà hát á mọi người. Cho nên là cô đã tập một cái bài nhảy này nè. Khoảng 2 tháng nay rồi đó. Rồi tập thêm 1 tháng nữa là tháng sau sẽ bắt đầu biểu diễn. Rồi sáng nay em Chi em hơi bị sổ mũi đó, cho nên là em không có được vui cái cô chú. Tới rồi nè mọi người. Hello. Bây giờ chị xin chào ông bà cô chú đi. Hello bà cô chú. Nói lớn lên xin chào ông bà cô chú. Chị chào ông bà cô chú. Bây giờ Chi Chi đã đến phòng tập rồi nè, nhưng mà đang ngồi đợi cô chú. Đợi đến lượt của mình bây giờ. Cái lớp đó là đang có mấy cái bạn nhỏ hơn đang tập. Cái phòng đó là hồi năm ngoái Chi tập đó cô chú. Cái lớp nhỏ là ba mẹ được vào trong chơi với con. Nhưng mà bây giờ Chi lớn rồi thì cái lớp lớn này là cô tự dạy, cô không có cho phụ huynh vào nữa mọi người. Chi Chi đã học nhảy xong rồi nè cô chú. Đây nè cô chú, cho Chi đi học nhảy lúc nãy có cái hình dáng nè. Ghé đây ăn sáng xong rồi mới về nè mọi người. Ở đây giống như là cái nhà hàng, nhưng mà buổi sáng người ta có bán đồ ăn sáng đó mọi người. Người ta bán kiểu như là buffet sáng á. Ăn sáng ở bên Anh thì đi chỗ nào cũng có những cái món như thế này thôi mọi người. Có xúc xích, thịt xông khói, trứng, nấm, cà chua, đậu, bánh mì. Chứ không có cái gì nhiều đâu mọi người. Thấy một dĩa nhiều như vậy nhưng mà chia cho hai mẹ con đó cô chú, cho Kim và Chi Chi, chứ một mình là ăn không có hết một cái dĩa này đâu mọi người. Gì nữa? Ăn này không? Okay. Now what you doing? Chị làm gì? Chị làm cho ông nội cái ly trà hả? Am I having bacon, egg and sausage? Are you cooking bacon, egg and sausage for Brenda? Lovely. Bây giờ đã về tới nhà rồi nè cô chú, ông nội đến. Ông nội sáng đi xem cái anh nhỏ đá banh. Anh nhỏ đá banh xong rồi thì thank you. Ông nội đến đây ăn trưa với lại uống cà phê xong, một chút xíu nữa là sẽ đi xem cái anh lớn đá banh. Một chút xíu nữa ba với ông nội sẽ đi. Hôm nay trời lạnh đó, cái hơi mưa bay bay nữa, cho nên là Chi nó muốn đi nhưng mà không có cho đi được, lạnh lắm. Đứng ở ngoài sân bóng mà mấy tiếng đồng hồ chịu không nổi. I'm gonna try this cup of tea.
Nó lấy cái bộ đồ chơi của nó ra. Chi nó lấy bộ đồ chơi của Chi ra chơi với ông nội nè cô chú. Nó làm cho ông nội ly trà. I need to do it with what? With the food to eat. Okay. Oh, the sausages are falling down. Anthony và ba đã đi xem cái anh lớn của Chi Chi xem đá banh. Thì bây giờ ba Chi về gọi điện là sắp về, cho nên mình sẽ làm cái món xà lách này nè, cái xà lách với cái phô mai mozzarella này nè, gửi về cho mẹ chồng mình. Lúc nãy mình cũng có hỏi ba chồng là mẹ có thích ăn cái phô mai này không, thì ba nói là ba với mẹ rất là thích, cho nên mình sẽ làm cái xà lách cà chua và phô mai để gửi về cho mẹ. Cái này hôm qua mình mua rồi mọi người, cái parsley này nè, mình sẽ cắt cái lá này trộn chung với cà chua luôn. Cẩn thận chứ không là nó sẽ bị đứt cái cây ở trong. Ôi, tốt quá, chừng tốt đi nè. Thơm dữ lắm mọi người, thơm lắm luôn. Sẽ cắt mấy cái cây to này nè. Cắt ở trên đây thôi, để ở dưới cho nó nhảy nhánh lên nữa mọi người. Đó, xanh tươi non nõn luôn đó. Bao nhiêu đây là được rồi. Đó, để ở đây rửa. Đây là mọi người, bây giờ mình sẽ làm cái xà lách này. Mình sẽ để cà chua vô đây. Mình cắt cái phô mai này ra cái đã. Cứ một lát cà chua là vài cái lá rau này nè mọi người. Xong rồi một lát phô mai. Đó, cứ lên như vậy đó. Xong rồi mình sẽ cho một ít tiêu, muối và dầu ô liu lên là ăn được rồi đó mọi người. Tùy mọi người có thích cho thêm nước sốt gì lên thì cho nha. Mình không có cái loại lá parsley này thì mình có thể dùng cái lá quế Việt Nam của mình cũng được nữa các bạn. Rất là thơm. Không biết là mẹ chồng mình có biết ăn thanh cua không nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ làm cái món trứng cuộn thanh cua gửi về cho mẹ xem mẹ có ăn được không. Hôm qua mình mới mua nè. Mình làm cho mẹ ăn thử. Mình sẽ sử dụng 5 cái trứng nha mọi người. Mình để trồng trắng và trồng đỏ riêng. Ít tiêu. Muối nữa mọi người. Đây là thanh cua nè. Thanh cua thì mình sẽ xé sợi ra nha mọi người. Tại vì mình không biết là mẹ mình có ăn được không đó, cho nên là mình sẽ cho ít thanh cua thôi, chứ là mình không có cho nhiều thanh cua. Làm sao nếu mà mẹ ăn được đó thì mình sẽ cho nhiều hơn. Rồi mình xé xong rồi mình sẽ cắt. Mình cắt nhỏ nhỏ lại như vậy nè mọi người. Đó. Cho cái thanh cua này vào trong cái lòng trắng trứng nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ đánh cái này lên cho đều mọi người. Mình sẽ bắt đầu chiên.
Rồi mình đánh luôn cái chồng đỏ này nha các bạn. Mình đã làm xong rồi nè các bạn, bây giờ mình cắt sẵn ra từng khúc như vậy cho ba chồng mình đem về luôn. Mình sẽ cho nước cam vừa xay vào đây nha mọi người. Xong rồi cho cái nước soda vô. Trang trí thêm một lá cam cho đẹp và một ít lá bạc hà vô nữa cho nó thơm đó các bạn. Vậy là đã có một ly soda cam rất là thơm ngon luôn rồi mọi người. Wait. Yes. Do you want it? Yes, please. Let's check up, try it. If he wants it, and I make him one. Okay. Where is he? Đây nước này của Jacob nè. Don't touch it, Jay, don't touch it. Let Jacob try it. Try it. Good. Yeah, like it. Bây giờ đã ăn tối xong rồi cô chú mấy cha con đang chơi với nhau nè. Tại vì hôm nay ở nhà mình đông đó, ăn tối rất là rộn ràng, chật vật luôn cho nên là mình không có quay mọi người. Chị Chi nó đang trang điểm cho ba nó nè cô chú. Quá trời quá đất rồi. Mắt xanh mỏ đỏ. Chịu gì nổi trời.
Just mix them. See, it comes, doesn't it? Let's make it happy. See? Hey, GG. See, how I'm not kicking off, I'm just making it happy. GG, do a lot of that one. Okay. Well done, Chi. Can you take him south? Hey. Girlfriend called Eleanor. Eleanor will be made up to see that you're going to make your little sister happy. I think you need to wipe it off. No. Chi, can I do some of that? Okay. Only from there, oi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nếu mọi người thích video và yêu thương gia đình em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.